Rồi, chào các bạn nha. Thì sáng hôm nay mình đi thăm chúng rồi nè các bạn. Nãy giờ thì thăm ba cái thì được ba con lươn rồi các bạn. Thấy có lươn thì mình mở lên mình quay cho các bạn xem. Cái này thì mình thấy là nghi nghi là mình thấy chắc có rồi đó. Okay. Túi nó phì ra nè. Túi lưới á. Rồi bây giờ mình dỡ lên. Lúc nãy ba cái thì mình dỡ hai cái có, một cái một con với một cái hai con. Không có quay lại cho các bạn luôn. Để mình dỡ cái này. Thì mình thăm các cái chúm còn lại. Các bạn ơi, quá trời luôn, bích luôn rồi các bạn ơi, quá trời nặng luôn rồi nè. Mình đổ xuống nè, này hai ba con luôn á. Cái gì trời, con lươn khủng các bạn ơi. Trời ơi, con này tầm bằng con ngày hôm qua luôn, quá trời khủng rồi. Con này có nửa ký ăn lên. Trời ơi, nó bích luôn mà nó không chịu xuống luôn. Quá khủng rồi. Ồ, hôm qua ở đây lụm hai con rồi, bữa nay lụm con khủng nữa. Quá đã, nó dằn khế luôn các bạn ơi. Con lươn gì mà dằn khè. Nhớt cái bào luôn. Quá trời. Có hàng nè các bạn ơi. Quá ngon. Quá đã luôn. Đây, để mình tiếp tục đi thăm cho các bạn xem nữa nha. Nãy về mình đổ ra cho các bạn xem. Ui vui luôn, luôn nó vàng khè luôn nè. Nãy giờ thì mình mới đặt xong bốn cái rồi các bạn. Mình vừa thăm vừa đặt luôn các bạn ơi. Bây giờ thăm cái luồng này, cái luồng này. Đây là cái thứ năm nè. Này chắc bộ thấy không có nè các bạn. Thấy nó không có phì. Quá nắng rồi. Có các bạn ơi. Anh sẽ te rồi. Không có luôn. Quất rồi. Nhà lục cục tưởng nó. Đây, mình đi thăm mấy cái khác. Quất một cái rồi. Mình đặt cũng gần gần cái hôm qua dính con lươn khủng rồi các bạn. Thấy cái này cũng quớt luôn rồi, nó không có dùi lên cái túi này, không có là dùi lên nó thở nữa các bạn. Cái này cũng không có động tĩnh, không thấy lú đầu nữa. Nghe te luôn. Hết luôn rồi. Này quất ba cái các bạn.
lương rồi đó. Nãy giờ thăm ba cái dư, không có dính cái nào chứ. Cái này chắc cũng vớt rồi. Chúng kỳ ta. Có lương là đặt nó không có. Có một hai con mình đặt cũng bữa trước là hết rồi. Không thể, cái chấm này không thấy nó dụi. Thấy nó lên nó thở rồi, tông luôn, không có thiệt luôn á. Học cái luồng nè các bạn ơi, thăm cái lời này được một con lươn nè các bạn. Bây giờ thăm hai cái, ba cái mới được con. Con này cũng nhỏ. Rồi, để mình bắt nó ra. Mình về nhà nè các bạn. Đổ ra mình canh, lúc nãy mình canh được 1 ký mấy đây. 1 ký 2. Con lươn này khủng hơn con lươn ngày hôm qua nữa. Lươn dần quét luôn nè. Đổ hai con lươn mà được con lươn này nó ngon cái ghê luôn nè. Mỗi con nào như con này đã dễ bán. Dần quét một thù lù. Dần dễ bán. Ủa anh lươn này lươn bông hả? Ừ. Con này con bông. Lương bự là lương bông hả? Sao? Lương bự là lương bông hả? Nó có lương vàng hả? Hai loại. Nè lương thứ lương này nha. Quá trời lương các bạn. Con này cỡ như ngày qua. Mày coi ham quá. Ừ. Thôi, vậy hôm nay được nhiêu rồi, cũng được. Vậy thôi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nha.